Trong kia, một thứ bên trong kia em ơi. Nè. Bên trong anh em ơi. Mình đây. Đây. Có tiếng vừa dưới này. Nó vừa kêu gầm mú ở đâu này anh em ơi. Ui. Ui. Ê, bên trong này. Ui, hai người ơi. Ui, nhảy bị đau à. Ui, bị cắn rồi. Ui, trời ơi. Ui Cục hồ ly cắn nhập zombie không mọi người ơi? Dưới kìa, nó động dưới kìa. Nó cắn hai ông bông bà kia bị ấy rồi, nhập zombie rồi. Cắn hai người nhập zombie luôn. Ui ơi, trời ơi, đi. Ê, sao đây? Con này nó vừa mẹ về nước. Đâu cũng chú về nước trước ấy.
đấy con thủy chúa vừa bắt đầu được con chó sói đấy, mới đập phát rách mồm thôi. Ủa con chó sói cái răng của nó quá kinh luôn. Gãy cổ. Con này gãy cổ nha mày nhìn này. Gãy cổ. Mày chết tao rồi. Ui mày đi nó bị gãy cổ ấy à. Nhấc cổ lên, nhấc nó lên. Kéo mày kéo hẳn đầu lên. À mày chết rồi. Đấm. Mày ôi tát quả vừa rồi. Ôi trời. Sợ chưa? Tát quả đấy thì đúng mà. Hai ông bà tự án nhau à. Thứ hai người kia bị một con gì đấy không phải con hồ ly cắn đâu. Con này chắc một con to hơn. Con dực. Ui hô ghi. Con hô ghi con to con hô. Thế là hai ông bà kia hô ly cắn rồi. Nhà mày hô ghi nào nó cắn hai ông bà kia rồi nhá mọi người nhá. Nó cắn nó thân biến mất đi rồi nhá. Biến hình luôn rồi. Ôi dồi ôi, nhìn cái răng của nó kìa, nhìn cái răng của nó này. Ôi dồi ôi, đừng đập từ trên, anh phải đọc ngang mồm nó đấy, ngang mồm cho nó rách mồm luôn. Con rối tự nhiên nhá, con có quỷ chúa hai con. Đập nó ngang mồm luôn. Bắn lên, con quỷ chúa bắn lên. Quỷ chúa. Dạ, dạ. Trong đâu. Ây, mày đây. Mày đây. Nó đâu rồi, nhảy vào trong bể rồi chứ nào. Thôi nhảy vào cho bể, nhảy vào. Mày đây. Mày đây, ra ăn vào cho nhau. Mày đã cần gì ra đâu rồi. Chết chưa. Ôi. Ui. Không có gì luôn, nó biến mất đâu rồi. Nó chạy biến đâu rồi, không có đâu. Mất tinh luôn rồi. Anh em không thấy đâu nhá. Quá kinh luôn. Nó bay mất mẹ rồi. Bây giờ, chạy đâu hay đâu. Gì kìa? Bà hai người luôn. Ui ông bà đây thì đúng không? Ui. Ui nó cắn đâu, người không che rồi. Ui không cử động gì luôn. Đây ôi nó cắn. Ôi con không biết còn sống nữa không cơ. Anh em không biết còn sống nữa không cơ. Nó bò kìa. Nó dài ra đang nuôi hai xác rồi. Bây giờ anh phải từ bình tĩnh nhá. Bình tĩnh ra nuôi ra là nuôi hai con này em ơi. Bây giờ phải từ ăn bình tĩnh để nó nuôi hai người vào nhà xong mình ra cứu sau. Ui bảo kinh vãi chủ luôn. Kinh vãi chủ em ơi. Ui nhìn cái lôi kìa. Ui nhìn anh em lôi kìa. Ui nhìn lôi bên trong bụi cây. Lôi bụi cây anh em ơi. Nó lôi bụi cây rồi. Ôi em ơi. Ôi nó lôi bụi cây rồi.